Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ rao bán con ngàn này nha anh em. Thì mình sẽ báo giá đầu video luôn. Rồi, có gì thì anh em tranh cãi gì thì tính sau, từ xong xem xong hãy tranh cãi nghe trời. Thì con ngàn này bán giá 4,5 4m5. Rồi có để sẵn ở trên cái tên này anh em, đó VIP 13. À, để sẵn trên tên hàm kim các kiểu như anh em đã thấy trên màn hình là chưa hết đâu, còn ở trong nữa rất là nhiều thứ. Bây giờ ở ngoài này thì mình nhìn nó đơn giản sơ sài vậy thôi, chân lát vô trong là khác nha. Rồi thì con ngàn này 4,5 triệu, anh em nào mua thì IP cho mình nha, Zalo mình để dưới phần mô tả. Rồi thông tin thì chính chủ, nó chỉ đổi thông tin trong anh em mua là chỉ đổi thông tin luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vô tới con ngàn nha. Con ngàn 5 tỷ mấy lực chiến là anh em, khủng khiếp, rất là nhiều độ trong này. Chút xíu anh em mình vô coi. Thì con ngàn này server 931 tinh chiến đó. Rồi tiếp theo quà nạp thì đã đạt được 174.600.000 rồi đó, và điểm danh thì chắc số ngày thì cũng khá là nhiều anh em, 733 ngày rồi. Ok, chút xíu mình sẽ xem bảng xếp hạng lực chiến sau nha. Bây giờ anh em mình xem sơ ba cái đồ ở ngoài này trước cái đã ha. Rồi đi vô tới con ngạc này thì bây giờ mình sẽ đi vô, chưa 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 trước khi vô cái con ngạc này mình coi cái link server coi, coi có tên mình, cái tên cái con ngạc mình đang cầm ở ngoài đó không, ở đây không nha. Sao lắc dữ người ta. Đây link server là tên nạc 4,5 m là được ra link server nha anh em. Vậy là con nạc này không yếu cái server này đâu, tuy rằng mình chưa có bảng xếp hạng. Nó lắc lắc cái gì bực bình quá, để tôi thuế cho nó đỡ lắc coi. Rồi ok, giờ vô nè, vô thiệt nè anh em. Ta ta tăng tăng ta 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 tăng tăng. Rồi thì con ạc này đang có con Tôn Kiên Men thức tỉnh full 9 sao thần binh cộng 100 full với hạng kim, đồ đạt rồi full hết anh em. Tất cả những gì anh em thấy là đều là full. Chỉ có chiến pháp là đang xài là cái tổ vi thường. Chiến pháp kia là vô giải khắc kích, vậy là xong, công 20 triệu nhé. Trường hợp là chỉ viên tăng 2 thôi, thần binh cộng 30. Set kim bóng bảo vật kim, ngựa thì nhờ câu văn thôi, danh tướng Hán Vũ thức tỉnh rồi, chiến pháp đang xài thuần thục luôn nè. Ghê chưa? Trường hợp mình xài thường thục luôn là Dương Nguyên Quy và Như Bàn Thạch. Bàn thống thì thức tỉnh full 9 sao, set kim, đồ kim này con ngạc này là full chắc rồi, 700 ngày rồi. Mình sẽ lia nhanh qua những cái con không quan trọng anh em. Rồi con Tôn Kiên này là full nè, full hết rồi ha, chỉ có cái con danh tướng này chưa full thôi nè. Đó tiếp theo là con chăn cơ này là phi thăng 3, ô lộn, chăn cơ hén chứ không phi thăng 3 nè. Trang cơ hén thôi, thần binh cộng 80, xích kim, bảo vật kim, ngựa, nhật tử tinh, danh tướng cao tuyệt, chiến pháp cái này ông để cái con này vô kiểu kiểu để cho nó đừng chết hay gì. Không biết sao tôi nghĩ là vậy, chứ con trang cơ hén này đưa vô để anh em để con tiểu kiều nó ngon hơn, đúng không? Hoặc là cái con bằng thống thì có rồi nè, để con tiểu kiều vô thì sẽ bút đam mình nọ các kiểu. Tiếp theo sẽ là con quách gia phi thăng 3 như anh em đã thấy ở ngoài rồi. Nó thằng bên cộng trăm xét kim bảo vật kim ngựa thì nhật cái gì nguyệt phi xương, danh tướng thức tỉnh con ngu cơ luôn nè, chiến pháp nắm gõ dương tá và khiêu khích. Đây võ thánh của chúng ta mới là nhân vật chính của ngày hôm nay đây đó. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó là võ thánh Quang Vũ phi thăng 6, ổ lộn, phá mệnh 6, thằng bên cộng trăm xét kim bảo vật hai cái lẩu đã thần luyện rồi, ngựa thi ngô vân, danh tướng Hán Vũ Đế đã thức tỉnh, chiến pháp đang xài là cái khí định thần nhàn với lại lùi một tiếng hai, một cái vững vàng và một cái kỳ tập. Đúng ra cái chiến pháp kim kia anh em cái thần thuật phải cho con võ thánh này xài nè, nhưng mà ông cảm giác thiếu nộ hay gì á tôi không biết, cái đó là tôi không biết, cứ để gian gì anh em nào thích thì có thể mua về và đổi. Rồi cuối cùng là con lục châu. Lục châu này thì thần binh cộng trăm xét kim bảo vật kim ngựa thiên quả long, danh tướng Lã Bác Vi thức tỉnh, chiến pháp là xưng bất ý với lại cái khai dương. Rồi mình trở lại cái phần gọi là cái phần sổ tướng nha, sổ tướng xong rồi mình qua phần tẩy liệt sao. Chắc mình có lẽ mình sẽ xem cái con võ thánh này thôi, chứ build 8 này anh em xem tẩy liệt từ thằng chắc xem tới ngày mai luôn. Mình nghĩ là sổ tướng nó full từ A tới Z rồi đó, full chắc luôn em, 700 ngày 800 ngày này là full. Còn con bách gia hán này hơi chua, một sừng qua hén hơi 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 chua mà cũng không chua lắm đâu, cũng dễ nè. Để mình xuống mình bấm qua con quách gia coi, thì mình nghĩ là mảnh sừng qua này nó cũng dễ chơi thôi, chơi free cũng được, 15 mảnh mà
Ok, mình qua tẩy luyện luôn cho lẹ nhé. BK khá là lâu đó. Build 8 này thì gặp toàn thứ dữ không. Rồi, chính vì để thiên tướng cho nên là tẩy chưa có kịp. Ba dòng kim, bốn dòng kim luôn nè, có chính xác luôn nè ha. Gơ nón ngon, mấy ông tẩy xe có chính xác là ok. Còn này HBBB công nè, cái này ra thêm búa sát thương nữa thì thứ thứ gì chịu nổi. Hoặc là bảo kích cũng được. Không biết có chơi vững vàng hay không thì mình cũng biết. Rồi, tẩy luyện bảo vật. Bạo kích công bố sát thương phòng tăng chưa chuẩn lắm nhưng mà được rồi anh em. Rồi đây là công bố sát thương né tránh, cái này mới gọi là bốn dòng chuẩn nè. Dòng bên này biết sao không chuẩn không, cái phòng tăng này chưa chuẩn nè. Đúng ra cái phòng tăng này nó phải thành một cái gọi là cái gì tôi quên rồi nè, BBB BBB tăng nữa là ok đẹp luôn á, nhưng mà khó nè, đâu có giống như mấy ông nông dân cũng tẻ, mấy ông nông dân cũng tẩy thì sao bốn dòng chuẩn không biết. Hay thiệt. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái phần tiếp theo, đó là cái phần con men thằng giỏ này. Thằng giỏ này là thiên la tản 5 sao, hương quán 5 sao rồi, con ạ này 5 sao không anh em ơi, cái thằng giỏ nào xài được là 5 sao hết trơn luôn á. Cho nên là phần thằng giỏ là full rồi ha. Bây giờ qua thẻ biến hình hơi mệt đây nè. Hạt bi 8 này tự như lại 7 800 ngày này mệt cái vụ thẻ biến hình nhất. Rồi thằng quả hai lữ bố vậy xong, còn cái này anh em điếm hơi mệt luôn á. 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 đúng không? 16 với 4 20. 25 30 35 40 45 50. 50 cái thẻ đỏ và 10 20 30 36 cái thẻ cam. Hey, chi. Quá wow, trời đam. Nãy mình cũng quên đi con đam chính là nó bao nhiêu, nó là bao nhiêu công nữa. 31 triệu công anh em vừa gì? 31 triệu công là ghê đó. Ok, mình sẽ đi qua bên cái phần cẩm nang luôn. Kéo từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên làm hoài vậy đó. Đây, cẩm nang tầm này mới ông bỏ hết trơn mấy cái đầu ra. Đầu game thì tranh giành với nhau, tàn sát lẫn nhau và nhảy server luôn. Cuối game cái đầu dục ra ngoài vậy đó. Ok chưa? Đây, cẩm nang đây, chơi tiếng thối ngọc nha anh em. Tiếng thối ngọc có nghĩa là chơi đam gián tiếp, con này là chơi đam gián tiếp. Có dụng cẩm ngọc, quyết chiến ngọc, rồi, cẩm nang là ok rồi đó. Dư ở ngoài chưa dùng là mấy cái cùi cùi không à. Có qua đà luôn hả? Quang Vũ xài qua đà hả? Rồi tiếp theo luôn mình sẽ đi qua bên cái phần này, hào hiệp gọc những vàng đồng thù ngọc huynh đệ ngọc. Wow ghê rồi. Giờ kiếm cái diện trợ ngọc nữa là con hàng này cẩm nang chuẩn lên nè. Rồi xong. Rồi có diện trợ ngọc rồi luôn rồi quên. Nè diện trợ ngọc nè. Thứ gì chịu nổi nữa. Nói chung là cẩm nang ngoài này không thiếu hết em. Cẩm nang ngoài này chừng nhiều lắm, nhiều cẩm nang kim ngon ngon không à. Có mấy cái không có. Có mấy cái siêu ngon mà không có. Rồi mệnh tinh thì khá là nhiều, level 4 luôn nè. Phụ cũng dân tinh level 4 luôn nè. Cái này thì chưa. Cái này thì chưa. Cái con này không xài mệnh tinh, không xài đồ nhiều mà ổng lại cho nó xài cái diện trợ nè mấy ác. Rồi anh tinh vô miếu nè, ngọc ấn trong đá luôn nè. Rồi thất sắc chiêu đấu luôn và dân quá dân quê. Rồi mình sẽ đi ra cái phần tướng. Trước khi cho phần tướng anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều nha. Chúc anh em xem video vui vẻ. Bây giờ mình sẽ vô tới cái phần tướng nè. Bữa nay sao game mình Vina game hơi lắc chút xíu. Hơi đơ đơ nãy giờ hơi đơ đơ thôi. Rồi hén đang dư một con, tấn đang dư một con. Mã Văn Lộc đang đi kết với lại Đổng Nguyên Niết Bàn 6. Có hình như là còn ổng nãy ổng nói tôi cái gì mà có viên đá phá kim gì của con ấy nữa đó. Võ Thánh Quang Vũ, ô lộn, con Võ Thánh Cừu Bắp, con Võ Thánh Tròn Động Bạch. Mấy mình chơi tướng cũng gọn khô ha, hết rồi. Rồi bên này thì mảnh điển di thì 3136 mảnh nè. Sắp được thêm con hén nữa nè. Chứ bữa ông chơi xuyên qua là đủ full sổ rồi. Nhưng mà cái sổ bút sắc thư nó cũng không ngon lắm rồi nè. Rồi chiến pháp coi có chiến nào đang mở, cái trận nào đang mở lỡ dở không. Không nha. Thì đầu tư đúng 4 cái chiến pháp kim cho con đâm chính. Tiếp theo mình sẽ đi qua bên cái phần thần thú. Thú thì mình nghĩ là có con gì đó 5 sao đó. Đây thằng niên thú 5 sao nè. Thằng kỳ lân thì 2 sao thôi. Thằng bạch hổ 5. Thằng thanh long 5. Thằng quyền vũ 5. Con linh lộc 5 sao luôn. Rồi thằng niên thú 5 sao. Và bên đây thì ủa ông không chơi câu men anh em à. Hẹn chi ông chơi câu men. Tôi nghi nghi biết mấy ông biết sao tôi nghi nghi không. Tôi nghi nghi vậy sao mà cho con chăn cơ vô mà
chơi thiên tướng sớm nữa mà không chơi công an là ông chơi qua trào phong luôn rồi. Quyết định chơi trào phong không chơi công an nhá. Thú nè, coi công an có không hay là ông bỏ ra ngoài. Không có công an thiệt anh em à, quyết định không chơi công an. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi qua bên cái phần trận pháp. Ông full 4 chiến pháp kim mà tới trận pháp là cái gì đây? Rồi, đã tới Thất Long gì? Gì Thương Long Thất Tú Chặn, anh em đọc tào lao luôn. Người ta Thương Long Thất Tú Chặn mà đọc 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 là Thất Long mới ghê chứ. Tử thất xong mới tới chữ Long cái Thương Tú Chặn. Rồi thì nó cũng cộng khá là nhiều, một dòng công, một dòng HP và một dòng BB, ba cái dòng ngon. Trận này trận ngon không à, mấy ông yên tâm. Trận này trận cuối cùng rồi. Trận nào có võ thánh là trận đó cuối cùng. Chưa chưa anh em, chưa. Ông ta bố chỉ số này đủ chưa? Nếu mà thêm chỉ số này nữa bố sát thương 30% quên chưa ta, hay hay là một trong ba trận này có con võ thánh này, nên tôi nhớ là một trận pháp kim là tướng hén, vậy là còn trận nữa nè, trận này xong rồi còn thêm trận nữa thì phải, nhớ không lầm, tại vì cái trận cuối cùng nó sẽ có con tướng hén và trong đó nằm có mấy có mấy trận dính trong đó là võ thánh hén nữa, tôi nhớ không lầm là tôi đã từng năng rồi. Bây giờ sẽ qua bên cái túi, túi đồ thì anh em mình sẽ có là 200 mấy cái này và 100 mấy cái liếc tiết liệt ở quên. Nếu mà nói về phần túi đồ tôi sẽ cho mấy ông coi luôn cái cây thằng cho nó chi tiết, cây thằng với lại cái ấy luôn, cây thằng thì bật 10 cho anh em mình chơi luôn nè. À, rồi xong tiếp theo mình sẽ đi ra khoáng chiến luôn, rồi bảo liên đạn ô lộn lộn cái gì chuyển sinh luôn. Khoáng chiến thì quân đoàn ở đây là ở cái cụm này cho anh em để gộp thêm lần nữa, rồi tầm đâu đó một quân đoàn có nghĩa là bây giờ muốn đứng khoáng ít mấy là đứng đó. Cũng còn ít anh em chơi chắc nhảy hết rồi. Cầm nào thì chưa gõ. Ok thì bây giờ bên này chuyển sinh thì cũng đã lên tới chuyển sinh level 5 rồi nhá. Không phải dạng vừa đâu. Anh em thích thì bấm vô thêm phát nữa nè. Tốn khá là nhiều con tướng cam. Tướng quần đỏ 15 con, 5 con chu cơ nữa. Rồi cái chuyển sinh này tốn tướng vãi nồi anh em. Tiếp theo mình sẽ đi xuống cái phần đồ túi là sẽ có gương chọn thức ăn tinh tế 194 dịch ký và lẩu đâu vừa bung rồi hay sao anh em. Đây thì động vật đã gì tính giặc động nguyên dư mày 8 cái nữa. Rồi mảnh tướng đỏ đang có là 2.300, mảnh từ tướng đỏ đồ đỏ rồi quá trời trong này. Dưới này là bàn long dân bích đạp văn động lum ha. Cuối cùng vẫn là đá và ngọc thôi. Thị quyết có hấp tinh 3 viên, 4 viên hấp tinh luôn trời, viên ngân xương, một viên đồng trạch, một viên hai viên hồi quang, một viên linh xương, một viên bờ nguyên, ngưng thần thanh tâm 2 viên. Linh tê 1 2 3 4 viên linh tê luôn vãi nào thì chứ. Vô quý rồi bào trạch yển phản có luôn, nguyệt quy có nha. Nguyệt quy x2 luôn nè. Đồ quy x2 có nội tiết phong luôn. Rồi trùy tâm văn phách, rồi linh quẩn một phong, rồi ui một phong cho mày bao bốn viên luôn. Sao mà cái viên nổ thiết phong này không cho con võ thánh hén nó xài mà ông lại cho con chinh hợp xài ta, mình vẫn đây không hiểu. Ba viên này nữa nè, con võ thánh hén nó xài cái gì mà ông xài nổ thiết phong cho con võ thánh hén ta. À anh xài nổ thiết phong anh em, ô xài nổ nguyệt quy đặng dùng chiêu đặng hồi bốn nổ á, hiểu. Vì là dạng đá này phải thần luyện mới được, không thần luyện dễ chơi. Đá ngọc thần binh thì nghe nói là động nguyên gián tiếp cái tầm 700.000 này, 700 ngày này ông có chơi 80% gián tiếp thì nó cũng có chơi con động nguyên nó cũng đâu có mạnh đâu, cho nên cái viên đá phá kim nó tầm này phế lắm rồi. Bây giờ mình sẽ qua bảng xếp hạng tờ top 1 luôn em. Rồi vậy thì cái cụm này anh em đợi gộp thêm một lần nữa, rồi 925 945 nữa sẽ gộp thêm một lần nữa sẽ ok. Vậy là con ngạc này ao trình cái phần còn lại rồi. Ao trình đó nè. Có nghĩa là mấy ông mua về là mấy ông đi liên server auto luôn. Nhưng mà đụng mấy ông kia thì không biết hên xui. Nè tầm này đóng nguyên nước bằng 6 này mấy ông chuẩn bị xem nhá. Đóng nguyên nước bằng 6 không có ăn nhậu gì hết trơn á. Đúng ra là tôi chơi là đảm bảo luôn á, tôi không có chơi gián tiếp cái tiếng thói ngọc làm gì đâu. Tầm này chơi tiếng thói ngọc hơi hơi phế.
Mấy ông biết cái tiếng hóa ngọc nó mạnh nhất ở thời điểm nào không? Cái thời điểm build 3 của mấy ông mà tầm 3-400 ngày á. 3-400 ngày thì bao nhiêu phần trăm gián tiếp đó thì anh em thấy nó nhiều thôi, chứ tầm này là máu nhiều là dữ lắm rồi, sổ mà ổng ghê gớm lắm rồi. Mấy anh thấy không, cái tầm này máu của nó nhiều tới mà nổi mà con võ thánh phá mệnh một mình vô mà đấm không chết của bàn thống luôn, mấy ông hiểu rồi chứ, máu nó nhiều tới cái mức độ đó rồi quá không chết nổi đâu. Cho nên xài tiếng thối ngọc tầm này là đam phải kiểu mà đam phải khủng, phải có cái nền mà đam khủng vậy, ao trình nên em ao mà ao trình mà xài tiếng thối ngọc tính toán gì mà tiếng thối ngọc đúng không, cái dạng ao trình mà chơi tiếng thối ngọc tiếng thối bọng gì nó cũng vậy thôi. Rồi, con ngàn này mạnh tới cái mức độ mà con do thánh nó chưa ra nữa, mấy ông nội nó muốn lật hết rồi. Quách gia nó giờ chưa chơi chứ chơi nãy giờ mấy ông này thở oxy không cho mấy ông coi thiệt. Top 2 nha. À. Con Quách gia nó quánh mấy ông này lát thì ngáo luôn á chứ thiệt. Hứa luôn. Khỏi cần do thánh ra chặn luôn nè mấy ông tin không? Mấy ông có tin không? Khỏi ra con cho thánh ra chặn luôn, tại vì server này yếu quá. Ao 1 tỷ lực chiến không phải dạng vừa đâu, ao 1 tỷ lực chiến là nhiều lắm đó chứ. Thằng gió nó quạt lá chết ngắt tung kiên luôn bây giờ nè. Quách gia game này hiền ha. Game này Quách gia nó hiền, nó không chi kích, nó không gì chứ, nó in ghê vậy đó. Không, Phong Thiên Án năm sau em thấy khác biệt. Đậu dành cho Phong Thiên Án năm sau, Phong Thiên Án cái con võ thánh bên kia đứng im luôn. Chuyện gì nổi. Đứng im rồi xong luôn, con võ thánh nó đứng tới mù quýt luôn. Thứ nhất là không ai đụng vô nó đúng không, chả con nào đụng vô nó được hết trơn á. Cái thứ hai nữa, năm sau nó tới 400 lượt lần, nó tới 4-5 hiệp lần, 2-3 lần trúng lần, 3 lần trúng thì phải, 3 lần quýnh trúng lượt thì hình như là 2 lượt, 4-5 lượt chắc chết luôn á, 4-5 lượt đứng im, 4-5 lượt cái meta này đứng 4-5 lượt mà không giải chắc cũng quýt xỉu luôn á. Fit luyện lượt là vừa nhất. Tôi thấy con võ thánh chưa ra mà bên kia nó té té tu hết trơn rồi. Em không thấy con đổng nguyên bên kia nó ăn nhậu gì được không? Thấy con đổng nguyên bên kia nó không có làm gì được luôn á. Cái tầm này đóng đương làm gì được đây, chẳng làm được cái gì cả, cho mấy ông xài củ u luôn thì may ra. Xỉu hết trơn, đậu xanh đó cũng đập chính chưa thèm ra nữa là mấy ông kia xỉu ngang hết trơn rồi. Chơi bậy cái gì trời. Quách gia hiền khô. Cái đất này là đất cho hai cái thằng võ nó thể hiện. Thôi ông nậu đi, ông nậu đi. Quýnh lát cho mấy ông kia không án không cũng xỉu nữa. Võ thánh nó gà, mấy ông võ thánh nó gà, chắc võ thánh bên kia nó cộng dồn đủ. Con võ thánh này nó ra chứ bây giờ tôi ngồi tôi coi võ thánh nó ra tới chừng nào rồi xong. Đây men bằng thống 4 tỷ mốt được chiến nữa đây nè. Đó, bây giờ đây mới gọi là carry chính hiệu của Đổng Nguyên nha anh em. Phải không? Đúng rồi, Đổng Nguyên carry chính hiệu nè, mấy ông nhìn con Đổng Nguyên nó gây đam. Đổng Nguyên 3 bút đó nha. Đổng Nguyên 3 bút đam đó. Một trường hợp bút đam nè, một bằng thống bút đam nè, thêm con men bằng thống bút đam nè, thêm con tiểu kiều bút đam nữa nè. Đó không phải là Đổng Nguyên cười nha. Để mấy ông sẽ xem nó ăn hành như thế nào nè. Đó
Để tôi coi coi động viên nó làm được cái gì. Không, cứ anh em mình cứ ngồi chờ lại coi nó làm được cái gì. Rồi cái Thiên La Tản tôi thấy phế rồi đó. Thiên La Tản tôi thấy động viên đi đó. Còn Đôn này làm cái gì? Võ Thánh phá mệnh 6 mà Đôn làm gì được nó. Đó, rồi đó, đó, động viên đó. Chán con động viên này ghê trời. Ông phải mạnh mẽ lên chứ gì mà thọ thương gì đâu, có hai ba tầng cái chết ngắt rồi quýnh cái gì đâu, chính gì kỳ vậy. Chết 4 cho nhanh nè. Mới vô quẩy chết bằng thống thấy cũng được. Ừ, vô quýnh cũng hấp dẫn. Ừ, vô làm cái một chết queo luôn à. Nè nè nè, bắt đầu anh em nhìn nè, đó, 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 nó phá vậy nè. Rồi, một phát 1-4 thọ thương luôn rồi má ơi. Một phát 1-4 đau thương, nãy chém phát nó thêm 4 đau thương, nó 8 đau thương, phải rồi ơi, nó chịu không nổi đúng. Đó là lý do mà một cuộc động nguyên không thể nào đấu nổi với lại Võ Thánh là vậy. Động nguyên phải là động nguyên xịn, chữ lắm xịn luôn á. Thiệt. Nếu mà nói về mà ở cái meta server Việt này, tôi nói thiệt với mấy ông nha. Nếu mà nói về Đổng Nguyên ăn được con Võ Thánh phá mệnh á, là chỉ có duy nhất là con Đổng Nguyên siêu whip với lại con Võ Thánh phá mệnh siêu whip mà ngang với nhau á, về thú, về bộ mặt, mọi mặt đồ, thú đồ này nọ các kiểu ngang nhau á, thì may ra con Đổng Nguyên nó còn lạc được. Chứ ở cái meta loạn lạc như thế này mà còn là phụ thuộc vào cái này cái kia hoài là không thể nào. Ở cái meta mà phụ thuộc này phụ thuộc vô kia là không thể nào Đổng Nguyên nó lật được. Tại vì mấy ông này ông chưa có kịp mà gọi là bút thú nội con men năm sau ông lo chưa xong. Đợi con men ông lên năm sau thì bây giờ người ta cũng con men năm sau chứ người ta ít đâu. Đầu tư ngang nhau mà. Mà con Đổng Nguyên nếu mà muốn trâu bò mà mạnh lực đồ này kia các kiểu phải nhờ mấy thú. Đó, phải nhờ mấy thú bút này kia kháng gián tiếp đồ này kia các kiểu đổi ngự đổi độ đồ các kiểu lăng hỗ trợ đam đồ này nọ còn may ra như cỡ Đổng Nguyên mà ở bên server Việt này thì nó thiệt với mấy ông 10 con hết 8 con là lặt hết với Võ Thánh rồi. À, mình không so sánh vậy được. Võ Thánh là con tướng dạng tướng whip, Đổng Nguyên dạng tướng quốc dân mà, cho nên sức mạnh nó hạn hẹp. Ok, thì con này này quá mạnh so với phần còn lại này nữa. Nó mạnh khủng khiếp rồi. À, con ngạc này sẽ có một cái tem nữa, đó là tem gì đó tôi không biết. Để tôi chỉnh với cái tem gì đó đi ải solo chơi, chứ bây giờ mấy ông ở trong server này yếu quá rồi anh em ơi. Nhìn cái mồi tôi thấy lướt một cái một chết 4-5 thằng nó nói rồi đi. Boss nè. Tên boss này chắc Võ Thánh nó ra chặn nè. Lắc dữ lắm rồi. Mấy cái build 8 tầm này tôi nói thiệt với mấy ông là nó lắc dữ lắm rồi. Mỗi lần chuyển cái tem thôi là mấy ông thấy nó mấy phút. Đây là cái tem boss của ông nè. Ok, mình sẽ ra trận mình đánh nãy luôn. Võ Thánh cầm mấy cái này được rồi. Ok, thì anh em sẽ thấy con ngạc Võ Thánh với mệnh 6 đi ải nó đấm cho mấy ông coi là hơi bị phê. Mình nhìn đam nó gây ra thì thôi nhé luôn ạ. Đừng có bàn tới. Ờ, qua bên Tinh Anh đi anh em, chứ đi bên ải thường này nó hơi yếu, yếu máu. Qua Tinh Anh nó gấp đôi, gấp ba máu, thằng chơi nó mới đã. Bây giờ ải này Vino Game cập nhật lại mà ra thêm chừng khoảng Tinh Anh 200 ải, 9 tiếng 300 ải đó. Vậy cho anh em có động lực kề chứ. Đúng không? Chơi 6-700 ngày ghi rồi hết ải cái không còn gì để làm. Đây, cái tên này BK và đã nè. À, mạnh giả men anh em. Hãy cuối cùng của tinh này hay trời. Hãy cuối cùng của tinh anh mà đấm cỡ này là như con luôn. Rồi đấm đá gì nữa. Đó.
ai cuối cùng của tên anh mà nó đấm đấm cả đó đó. Đây, giết khu lưu bị đi luôn này. Đây, đây là một trong những cái nó khá là trâu. Ê, gì xét ngày ở trong bên bên ở bên kia được không ta? Ở bên kia còn coi được không ta? Giờ chỉ có mỗi bên leo tháp là chơi được thôi mấy không? Giờ ngoài cái leo tháp ra là mấy con ngạc đấm mấy ải xin không chịu không nổi đâu. Rồi chưa reset anh em ơi, phải reset chừa cái móc lưỡi bố này quýnh coi mới phê, tại vì trong này là một cái này là cái trâu nhất rồi đó. Trong tất cả các ải là cái ải chiến tinh anh này là trâu nhất rồi nè, rồi cái ải này là trâu thứ nhì nè, còn mấy cái ải kia là tầm này thì nó quạt, anh em thấy là nó quạt mấy quạt chết ngắt, một quạt một y gan như là kiểu mình vừa tạo game vừa tạo ạc ra cứ mình chém cái chết vậy đó. Bây giờ là y gan sao mà lúc đầu mình yếu như thế nào á, mình đi đi mấy ải một tới ải 10 yếu như thế nào thì bây giờ nó cũng mới gan vậy luôn đó, đam bây giờ dược bật rồi. Rồi thì anh em nào mua ngạc này có thể đi cho mình qua Zalo nha, và Zalo để dưới phần mô tả nha anh em. Nếu mà thiện chí mua thì mình sẽ vô mình cho anh em kết bạn đưa vô nhóm nói chuyện chú ạ. Còn mấy ông giao dịch làm gì làm tôi không biết gì chân nha. Rồi video này kết thúc tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye anh em.